Sáng nay 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk có 19.749 thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đạt tỷ lệ 96,61% có 16 trường trung học phổ thông và trung tâm độ tốt nghiệp 100%, tăng 4 đơn vị so với năm 2022, trong đó 4 trường tư thuộc đều đỗ 100%, có 130 lượt thí sinh đạt điểm 10 ở các môn thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Đắk Lắk có 21.042 thí sinh đăng ký dự thi, tổng số thí sinh dự thi là 20.960, số thí sinh vắng là 82. Thí sinh giữ xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 20.464. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần theo dõi thời gian công bố điểm, nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu. Ngoài ra, thí sinh phải đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học và nộp lệ phí trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7, thí sinh nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan, bản chính và giấy chứng nhận kết quả thi. Ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên có cấp chứng chỉ hành nghề. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến ngày 22 tháng 8 các trường đại học thông báo điểm chuẩn danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1